Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tháng, giá xăng dầu ở Việt Nam đã tăng 3 lần liên tiếp. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại giá xăng dầu liên tục tăng cao như thời gian vừa qua sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khóa, giảm 2% thuế VAT đang triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng cũng như là kích thích tăng trưởng hiện nay. Và theo ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, bên cạnh tác động trực tiếp làm tăng giá thành sản phẩm, giá xăng dầu tăng còn làm tăng giá hàng hóa trong khâu lưu thông, tạo áp lực lên lạm phát, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế, báo điện tử VOV đưa tin. Cụ thể, ông Nguyễn Bích Lâm cảnh báo đối với nền kinh tế nước ta khi giá xăng dầu tăng 10% làm GDP giảm khoảng 0,5%. Đây là mức giảm khá lớn, đặc biệt khi giá xăng dầu liên tục tăng cao thì sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khóa cắt giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT đang triển khai thực hiện nhằm kích cầu tiêu dùng, kích thích tăng trưởng và giảm áp lực lạm phát, dẫn tới không đạt được mục tiêu tăng trưởng, thất thu ngân sách nhưng lạm phát vẫn gia tăng. Cũng theo ông Lâm, giá xăng dầu tăng không chỉ tác động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, mà còn trực tiếp làm tăng CPI, ảnh hưởng đến thu nhập và chỉ tiêu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có chuyến kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục ở huyện Bá Thước và thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa trong những ngày vừa qua. Và tại đây thì Bộ trưởng cũng đã nhắc lại quan điểm chung của ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế là nhất quán, cương quyết, kịp thời trong việc mở cửa trường học từ mầm non cho tới đại học. Bộ trưởng nhấn mạnh người lớn đã đi làm, các khu công nghiệp đã mở cửa, đường phố đi lại bình thường. Tất cả đã bình thường trong tình hình mới thì không có lý do gì để trường học không bình thường. Và học sinh dù đã tiêm vaccine hay chưa tiêm vaccine, tất cả đều cần phải đến trường. Báo điện tử Dân Trí đưa tin. Cụ thể, theo Bộ trưởng, dịch bệnh hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, còn phải sống chung với dịch bệnh lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Vì vậy, cần phải lấy hiểu biết về dịch bệnh, lấy chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy xử lý tình huống phù hợp để ứng phó. Về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Bộ trưởng cũng lưu ý nhà trường cần vừa phòng chống dịch nhưng cũng vừa đảm bảo các hoạt động học tập, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học được thực hiện bình thường. Trong đó, cần phải chú ý tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, củng cố tăng cường kiến thức cho các khóa sinh viên hiện tại để các em ra trường không bị thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước thực tế xuất hiện một số khó khăn về chỗ trọ, nơi ở cho sinh viên khi trở lại trường học tập trung, Bộ trưởng đề nghị địa phương, nhà trường cần phải có những hỗ trợ thiết thực cho các sinh viên hiện nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước đề xuất yêu cầu giáo viên không được coi học sinh là con của nhà nghiên cứu phê bình văn học Lại Nguyên Ân, tiến sĩ Lê Viết Khuyến là nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bày tỏ sự không đồng tình về vấn đề này hiện nay. Và tiến sĩ Lê Viết Khuyến thì cũng cho hay là thực tế việc giáo viên gọi học sinh bằng con, các con hay em, các em đều chỉ là những cách gọi mang tính quy ước, không nói lên bản chất tốt xấu của mối quan hệ thầy trò, không nên quá chi ly câu nệ. Báo điện tử Dân Trí đưa tin cụ thể về vấn đề này. Cụ thể, tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho biết, thời tôi còn đi học cấp 1, tôi thường xưng con với thầy cô, bởi thầy cô như cha mẹ hiền. Nhưng đến cấp 2, sự chênh lệch tuổi tác ít đi, nên chúng tôi xưng hô với thầy cô bằng em, chúng em. Do đó, tôi cho rằng chúng ta không nên quá câu nệ, cầu kỳ trong cách xưng hô. Cách xưng hô thầy cô, con hay thầy cô, em không hạ thấp nhân cách của học sinh hay giáo viên. Tiến sĩ cho rằng cần tôn trọng cách xưng của mỗi thầy cô với học trò. Do đó, việc đưa ra quy chế về xưng hô trong nhà trường là không thực sự cần thiết. Ngành giáo dục còn rất nhiều việc cần phải làm. Ta không nên đi quá sâu vào những điều chi ly, tiểu tiết. Có hay chăng là cần nghiêm cấm những cách xưng hô bỗ bã như tào mày giữa giáo viên với học sinh mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 15 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQ của Trung ương về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Và dự hội nghị tại đầu cầu Chính phủ thì có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Dự tại điểm cầu các địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, báo điện tử VOV đưa tin. Cụ thể, hội nghị khẳng định sau 20 năm thực hiện nghị quyết đã đạt được một số kết quả như việc thống nhất nhận thức và quan điểm phát triển, tạo tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát triển đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Việc xác lập môi trường thể chế và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã từng bước được bổ sung hoàn thiện.
khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã có bước phát triển mới về chất và lượng và khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng triển vọng phát triển trong tương lai. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng kết hợp với công tác phối hợp hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, Liên minh hợp tác xã Việt Nam ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh. Thủ tướng cũng đã hoan nghênh Bộ trưởng Chủ tịch COP26 đã chọn Việt Nam là một trong những điểm đến của chuyến công du châu Á lần này. Chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Vương quốc Anh và cá nhân ngài Bộ trưởng đối với thành công của hội nghị COP lần thứ 26. Vâng, và người đứng đầu chính phủ đã cảm ơn Vương quốc Anh cũng như là công ty AstraZeneca đã hỗ trợ kịp thời vaccine, thiết bị y tế cho Việt Nam để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam thành lập thị trường carbon trong nước kết nối với thị trường quốc tế, thành lập trung tâm năng lượng tái tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ. Báo điện tử Vietnamnet đưa tin. Cụ thể, Thủ tướng tin tưởng Việt Nam sẽ có đủ hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện tốt các cam kết đã đưa ra tại COP26. Vấn đề còn lại là quy động nguồn lực và tổ chức thực hiện với nhu cầu tài chính rất lớn. Thủ tướng đề nghị ông Alok Kumar Sharma với tư cách là Chủ tịch COP26 sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và các đối tác phát triển trong hỗ trợ chuyên môn công nghệ, năng lực tài chính để Việt Nam thực hiện các cam kết, hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam nội luật hóa các cam kết tại COP26, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp, cơ sở phát thải tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ hoặc kết nối với các doanh nghiệp có công nghệ xử lý pin mặt trời sau khi hết hạn sử dụng, đánh giá tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư Kinh Len chi nhánh Bình Dương, và báo Thanh Niên đã đưa tin chi tiết về sự việc này. Vâng, theo điều tra bước đầu thì Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư Kinh Len có chi nhánh tại đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, do Trịnh Quốc Hưng, 42 tuổi, ngụ ở Hưng Yên, đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam vào tháng 12 năm 2020 làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Chi nhánh tại Bình Dương thành lập vào tháng 3 năm 2019 và được Hưng giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm giám đốc. Từ năm 2019, thì Kinh Len mua 4 thửa đất rộng hơn là 45.232m2 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương, với ý định thành lập các khu nhà ở. Dù chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, Kinh Len đã phân 4 lô đất ra thành nhiều nền đất, tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt tên thành khu nhà ở Kinh Len Home City 5. Sau đó, Hưng đã chỉ đạo bà Hiếu và các nhân viên giới thiệu khu nhà ở đã có đầy đủ thủ tục pháp lý và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao sổ đỏ. Đến thời hạn, công ty không bàn giao chủ quyền như cam kết, nên người mua đã tố giác với cơ quan công an. Qua điều tra, công an xác định Kinh Len đã thu tiền bán đất cho 49 người với tổng số tiền lên đến 12,9 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng cũng xác định các thửa đất mà Kinh Len đã mua hiện là đất trống, đồng thời cũng không có dự án khu nhà ở Kinh Len Home City 5. Cũng liên quan đến lĩnh vực xây dựng và bắt giữ nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc và một số lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bắt tạm giam. Bài viết này được đăng tải trên trang Người Lao động ngày hôm nay. Vâng, ngày 14 tháng 2, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ, địa chỉ tại số 2 ngõ 9, phố Đặng Thái Mai, phường Quản An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với Tân Tú Hải, 61 tuổi, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thành viên Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn, 51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh, 46 tuổi, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; và Chu Thị Ngọc Nga, 60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, trưởng ban kiểm soát Công ty Tây Hồ. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ án.